Brazil và Argentina đã luôn là những nền bóng đá chẳng mấy thiện lành với nhau từ quá khứ cho đến hiện tại. Một rừng không thể có hai hổ và sẽ luôn chỉ có một bậc đế vương tại khu vực Camerun mà thôi. Mọi thứ thì vẫn luôn trong khuôn khổ, ngay cả khi nó là những va chạm trên sân. Những sự cãi vã vốn cũng khiến trận đấu tạo nên những nét riêng khó cưỡng lại. Nhưng bạo động, những biến số trên khán đài khiến cuộc chơi bị chứng lại nửa tiếng đồng hồ thì không phải là một điều nên thông cảm một chút nào. Sân Maracana trong ngày thi đấu vừa rồi chào đón những thế lực trị vì nền bóng đá Nam Mỹ quanh năm suốt tháng. Nhưng ngay trước khi một trận long tranh hổ đấu thật sự xuất hiện, những khán đài sắc màu trắng xanh đã tạo nên những cuộc bạo động từ trước khi cuộc chơi khởi hành. Cảnh sát Brazil đã được huy động để chấn áp trật tự, thậm chí vác cả baton để dạy dỗ cho những vị khách náo nhiệt ngoài khuôn khổ. Nó là một cảnh tượng ngay đến với Lionel Messi cũng chẳng thể nào chấp nhận nổi. Anh đã phát biểu như sau với truyền thông về tình hình này: "Chúng tôi đã thấy cảnh sát đánh người như thế nào, kể cả với một số gia đình của chúng ta ở đây. Nó cũng xảy ra trong trận chung kết Copa Libertadores. Một lần nữa, đàn áp người dân. Họ tập trung vào điều đó hơn là thi đấu. Chúng ta là một gia đình. Chúng tôi quyết định chơi để tình hình trở nên bình tĩnh hơn." Và Messi đã nhấn mạnh gấp đôi trên Instagram: "Đội bóng này sẽ tiếp tục làm nên lịch sử. Chiến thắng vĩ đại ở Maracana, mặc dù nó sẽ được đánh dấu bằng sự đàn áp của người Argentina một lần nữa ở Brazil. Điều này không thể dung thứ được. Nó thật điên rồ và nó cần phải chấm dứt ngay lập tức." Sự việc đi xa đến nỗi mà thủ thành Emiliano Martinez còn chơi tới bến luôn với một sĩ quan cảnh sát, một hình ảnh rất đáng chú ý trên mạng xã hội. Những tác động không mấy êm ả từ sớm khiến cho diễn biến của trận đấu cũng chẳng được hấp dẫn. Cả hai tập thể không trình diễn được những gì tinh túy nhất. Sẽ ra sao nếu những cái đầu nóng của họ còn khiến tình hình an ninh trở nên rối ren hơn? Và ít nhất, Argentina phải chấp nhận sự quyết liệt của đối thủ trong khía cạnh phạm lỗi. Chẳng có một tình huống đáng chú ý nào trong 45 phút đầu tiên. Chỉ có 3 tấm thẻ vàng được trao cho Selecao. Thậm chí, Rafinha đáng ra nên bị trút quyền thi đấu sau pha va chạm thứ hai với Alexis McAllister. Brazil vẫn tù tội như vậy, với không một cú dứt điểm nào về phía Argentina trong 38 phút nhập cuộc. Những vị khách ban đầu chủ động hơn, nhưng cũng hơi rén khi mà những vũ công xứ Samba không còn nơi nhảy nhót mà sẵn sàng băm chặt. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến trong một tình huống đá phạt góc, và Otamendi đánh đầu vào góc cao khung thành của Alisson ở phút thứ 63. Giai đoạn nửa sau hiệp 2, Brazil nắm quyền chủ động nhiều hơn, thực hiện nhiều pha lên bóng, nhưng bởi quá nhiều những chấn thương ở hàng tiền đạo mà họ không gây nên đủ những sóng gió. Qua đó hướng đến bàn thắng, san bằng cách biệt. Trái lại, Brazil còn đem tới một hình ảnh xấu xí với tấm thẻ đỏ của Joelinton phút thứ 81, khép lại một ngày thi đấu tiếp tục là tệ hại của thầy trò Fernando Diniz. Thua trận cũng có nghĩa là Brazil đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026, với chỉ 7 điểm sau 6 lượt trận. Đó cũng là thất bại thứ 3 liên tiếp của Selecao ở mùa giải này. Thất bại thứ 3 trong 4 lần đối đầu với Argentina từ năm 2019 tới nay. Vị thế số 1 của họ đã bị phế truất, những di sản thì cứ chìm dần theo dòng thời gian, bất kể những ngôi sao mới vẫn đang xuất hiện qua từng mùa giải. Thật khó để người Brazil đón nhận sự bết bát. Trong bối cảnh những thành công của Argentina thì suốt 2 năm vừa rồi nó đến không một chút dừng lại. Messi cùng với những người đồng đội của mình đã giành lấy chức vô địch Copa America vào năm 2021. Chấm dứt cơn khát danh hiệu này đã kéo dài 18 năm. Cũng kể từ đó, lời nguyền đội tuyển quốc gia của El Puga đã chính thức được xóa bỏ. Họ có chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp kể từ năm 2018 dưới triều đại của Lionel Scaloni. Tiếp nối là thành tích vô địch World Cup, một thứ đã trở nên quá xa xỉ với người Brazil kể từ giai đoạn những năm 2000. Selecao đã từng xếp trên Argentina rất nhiều, cho đến khi họ lụi bại, còn đối thủ thì cứ đi từ danh hiệu này đến danh hiệu khác. Mùi lửa hận thù vì thế càng lúc càng rực cháy hơn nữa, kéo đến những rắc rối đỉnh điểm, ngay cả khi chỉ tính vài năm trở lại đây. Như Lionel Messi trong bài phát biểu đã nhắc đến vụ lùm xùm tại Copa Libertadores, ngay tại chính sân Maracana thuộc thủ đô Rio de Janeiro này. Những thông tin ấn tượng nhất trên truyền thông về trận đấu giữa Boca Juniors của Argentina và Fluminense của Brazil chính là chiến thắng ngọt ngào 2-1 của đội chủ nhà. Đó là nơi Marcelo trở lại với ánh hào quang kể từ khi rời Santiago Bernabeu. Họ đúng là đã kiên cường giành được thắng lợi sau giai đoạn hiệp phụ trước sự chứng kiến của 7 vạn khán giả. Nhưng mà trước đó vài ngày, đã có cuộc thanh trừng từ phía cảnh sát địa phương nhắm vào hộ cổ động viên đông đảo của Argentina đặt chân đến Rio. Có tới khoảng 10 vạn người hâm mộ của đội tuyển này có mặt trước ngày mà trận chung kết được khởi tranh. Điều này khiến cho những cuộc đụng độ, ẩu đả giữa những phe phái trong thành phố. Tiêu biểu nhất chính là bãi biển Copacabana, khiến cảnh sát phải xuất hiện, bắn đạn cao su và ném hơi cay vào những người hâm mộ của Boca Juniors. Theo tờ Olé của Argentina, những người hâm mộ nước này đã bị phục kích, rượt đuổi, tấn công, ăn cắp đồ đạc của những người ủng hộ Fluminense.
Sự việc căng thẳng đến mức cũng có những khả năng trận chung kết sẽ được diễn ra theo cách kín cổng cao tường để thực sự đảm bảo vấn đề an ninh. Mà thực tế thì những rắc rối cũng đã từng diễn ra khi hai đội bóng này gặp nhau tại khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Giai đoạn tháng 9 năm 2021, đáng ra khán giả sẽ được chứng kiến một trận đấu đỉnh cao của Nam Mỹ giữa Argentina và Brazil với lợi thế sân nhà thuộc về những vũ công Samba. Thế nhưng, không hiểu thế quái nào mà lại phút thứ 7 thì trận đấu đã phải bị tạm dừng khi có những hàng loạt các vị khách không mời xuất hiện trên sân. Cơ quan y tế của Brazil sau đó cho biết rằng có 3 cầu thủ của Argentina không đủ điều kiện và phải cách ly trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang căng thẳng. Đó là những Emiliano Martinez, Buendia, Lo Celso và Romero. Điều đó dấy lên rất nhiều những câu hỏi về công tác tổ chức, như cách họ quản lý những cầu thủ này. Rồi thì đội hình ra sân cũng sẽ phải thông qua sự đồng ý từ phía trên nữa. Được biết, cơ quan y tế Brazil, Anvisa đã có một cuộc họp sau một vài ngày trước đó để xác định những cầu thủ không đủ điều kiện. Nhưng ngay cả trong trường hợp Argentina phạm luật, họ cần khiến trận đấu bị hoãn trước khi nó diễn ra. Họ có 72 giờ trước trận đấu. Họ phải làm điều gì đó vào thời điểm trước khi trận đấu diễn ra. Chính huấn luyện viên đương nhiệm của Brazil cũng phải hét lớn với đặc vụ của Anvisa. Họ đã không nói chuyện với chúng tôi trước đó. Lionel Messi cũng chẳng thể hài lòng. Bởi vì sau đó, cả Brazil và Argentina đều tỏ ra vô đối trên bảng xếp hạng. Cho nên, trận đá lại đã được cả hai bên thống nhất và không diễn ra trước thềm World Cup đến gần. Vấn đề trong những cặp đối đầu này dự kiến sẽ không ngã ngũ. Một khi bóng đá vẫn được họ sùng bái như một tôn giáo, người chiến thắng sẽ ngạo mạn, còn kẻ thất bại thì sẽ sinh lòng thù địch. Đó là những cảm xúc rất bản năng và nó sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong những lần tiếp theo mà cặp kỳ phùng địch thủ Argentina và Brazil có duyên tái ngộ. Ngay đến buổi phỏng vấn sau trận đấu, phát biểu của hai vị huấn luyện viên cho thấy rằng họ đúng nghĩa là vừa trải qua một cuộc chiến thật sự. Với huấn luyện viên tạm quyền Fernando Diniz, ông thậm chí còn phải chứng kiến cổ động viên đội nhà quay sang cổ vũ cho đối thủ với những nhịp điệu ole, ole, ole trong những phút cuối cùng khi mà Argentina chuyền bóng lần quần. Những người hâm mộ có quyền làm những gì họ muốn. Hội cổ động viên thể hiện niềm đam mê và họ muốn đội bóng giành chiến thắng. Bởi thế, họ có quyền để bù đối thủ. Nhưng tôi nghĩ hét lớn ole, biểu dương Argentina thì hơi quá mức. Trong khi đó, Lionel Scaloni thì lại bất ngờ nghĩ đến khả năng sẽ rời chiếc ghế chỉ đạo. Argentina cần một huấn luyện viên có nhiều năng lượng nhất có thể và có chuyên môn tốt. Tôi cần phải dừng trái bóng lại và bắt đầu suy nghĩ thôi. Tôi đang có rất nhiều để nghĩ đến tương lai trong khoảng thời gian này. Một trận đấu có nhiều những drama, nhưng thứ gia vị chuyên môn nhất thì đáng tiếc thầy lại thiếu vắng. Mong rằng Argentina vẫn giữ vững phong độ, còn Brazil thì sau khi tìm được một vị trí huấn luyện viên phù hợp, sẽ trở lại là một đối trọng thực sự với đối thủ kình địch cùng khu vực. Thay vào đó sẽ là công tác chuẩn bị nên được chú trọng hơn, tránh xảy ra những hình ảnh thiếu thiện cảm như vậy. Argentina đang là nhà đương kim vô địch thế giới, nhưng điều đó không đồng nghĩa Nam Mỹ đang phát triển đúng kỳ vọng của bộ môn mà họ tôn thờ như một tín ngưỡng. Trước khi lo đến chuyên môn, thì có lẽ những thứ đơn giản hơn như một tinh thần thượng võ, đón nhận kết quả theo hướng xây dựng nên được thể hiện đầu tiên trên những khán đài cái đáp.